một người đi mô tô xe cộ vừa mới bị té và văng qua bên kia, văng qua xuống đường luôn cả nhà, mà cảnh sát chưa tới kịp nha. Ghê quá. Ok, có những người dân tới giúp. Vừa mới nhắc xong là cảnh sát họ tới liền ngay lập tức cả nhà. Wow, đụng mạnh lắm nha, chiếc mô tô xe cộ banh chành hết luôn, bể tùm lum tùm la đằng đây luôn nè. Xe cứu hỏa đã chặn ngay giữa đường rồi cả nhà. Thì một người lái mô tô xe cộ là người phụ nữ hả? Giống như người phụ nữ mà thanh niên nằm luôn rồi. Trời, chiếc xe nát bấy luôn, chảy nước luôn. Ha. Chặn hết đường luôn à. Xe cấp cứu, xe cứu hỏa. Người họ đốt những cái đèn pháo chay sáng rồi để để ngăn mấy cái lần xe chạy cho nha. Bên Mỹ này là mỗi lần mà tai nạn là vậy đó, anh chị cả nhà thấy không? Cấp cứu, cứu thương, cứu hỏa tới liền ngay lập tức. Không cần biết người đó giàu hay nghèo, homeless hay là đại gia hay là người bình thường, không cần biết. Bất kỳ ai mà có một cái tai nạn là cảnh sát cứu hỏa, cứu thương sẽ đến nó cứu mình trước. Nó sẽ đưa vô bệnh viện trước, rồi tất cả những chi phí này kia các thứ nó tính sau. Ví dụ mà về bảo hiểm sức khỏe này kia nó sẽ tính sau, sẽ cứu mình trước tiên. Rất là nhanh nha các nhà. Tự vì những cái vòng, những cái thành phố vòng đây á, đều có cảnh sát, đều có cứu hỏa. Nói chung là từng một cái khu là nó có một cái chỗ, cho nên là lỡ có chuyện gì đó ngay khu vực nào là nó tới liền ngay lập tức, nó rất là nhanh đó, xe cảnh sát đó cả nhà. Cứu hỏa thì trường hợp những tai nạn mà cháy nổ thì nó sẽ dập, mình nghĩ chắc gãy chân đó cả nhà, cũng chưa, không có. Này nó hỏi hit and run đó không, còn chiếc xe nữa, đụng chiếc này mà chiếc đầu bên kia cả nhà, nó bị móp cái đèn sau phía bên kia nãy mình thấy, cái xe bên kia nữa. Chắc gãy chân quá, mình nghĩ chắc gãy chân. Chạy dữ lắm. Bởi bên Mỹ này chạy mấy chiếc mô tô nguy hiểm lắm nha cả nhà. Nguy hiểm lắm. Tại vì đường nó vắng á, rồi nó xe nó nhiều, xe hơi rồi không à. Mà chạy tốc độ cao nữa cho nên rất là nguy hiểm. Chỉ có đam mê dữ lắm mới mua những chiếc mô tô này đi thôi. Còn đa số ai cũng đi xe hơi không à. Thanh niên, một chàng thanh niên, chắc gãy chân à. Hai người đó chắc người thân của chàng thanh niên. Bên Mỹ này mà tai nạn mà xảy ra là không có gây lộn nha cả nhà, không có xách dao xách búa đồ như là tập võ với nhau đâu nha, không có đâu. Đụng xe cái là xuống xe, mày đưa bảo hiểm của mày đây, bằng lái mày đây, rồi tao đưa bảo hiểm của tao, bằng lái của tao, hai quên đưa qua đưa lại, bắt đầu chụp hình bằng lái, chụp hình bảo hiểm, chụp hình chiếc xe. Nếu mà không có gây thương tích, có nghĩa là tai nạn nhẹ đó, thì lấy bảo hiểm của nhau chụp hình lên là tự động gửi bảo hiểm, bảo hiểm của hai bên với nhau để mà người ta đền, bảo hiểm mới đền. Còn nếu mà có thương tích á thì cảnh sát sẽ đến và họ sẽ làm những cái report để mà ghi tên tuổi này hai bên các thứ, chứ không có chuyện mà xuống nghe lỗi tại mày, lỗi tại tao rồi gây quay qua gây lại, thậm chí quýnh lộn nha, không có nhau nha, không có chuyện đó đâu. Rồi khi mà họ đã dọn xong cái chỗ này rồi á thì bắt đầu họ sẽ dọn dẹp cái hiện trường ha. Nó có một đội ngũ khác nữa, một cái nhóm khác để mà dọn hết những cái lụng dụng như kiến bể này kia các thứ văng ra nữa, sẽ dọn sạch sẽ hết đó. Bây giờ họ sẽ bắt đầu họ clean up. Tất
cả những cái này là chi phí của bảo hiểm trả hết nha cả nhà. Cho nên đó là lý do tại sao mà gọi trong vòng có 3 phút là nó có mặt. 3 phút là cảnh sát mặt, 3 phút là bà cứu hỏa có mặt, 3 phút là ambulance có mặt. Thì tất cả những cái chi phí này là bảo hiểm trả hết. Từ chi phí cảnh sát, từ chi phí chữa bệnh, rồi chi phí dọn dẹp đường là cũng bảo hiểm nó sẽ trả hết. Bên đây bảo hiểm nó rất là quan trọng ha cả nhà, cho nên là bắt buộc là phải ai cũng phải có bảo hiểm. Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xe. Chặn ngang đường vậy đó. Dọn xong rồi mới đi được. Bể nát luôn nha, bể dăng ra tuốt giữa đường gần đây. Ở bên kia có một chiếc xe nữa. Dạ. Chiếc gì quên rồi. Tự nhiên mình quên ngang không đó. Cái đuôi bị bể luôn. Xem cả nhà, cái đuôi bị nát luôn. Có một người cảnh sát đang đứng bên đó. Nghe thấy cái cục cháy cháy nó hay không? Cái đèn nó giống như pháo ông vậy đó. Đó. Nó cháy rất là lâu nha. Nó dùng cho những cái tai nạn mà xảy ra ngoài đường cao tốc hoặc là bất kỳ cái đường nào mà xảy ra vào ban đêm á. Hoặc là ban đêm thì nó thấy rõ hơn chứ ban ngày này cũng hơi khó thấy. Nó cháy lâu lắm và họ đốt họ để dài ra, giống như là để cảnh báo cho những xe sau là phía trước nó có tai nạn á, để họ né ra. Giống như pháo ông vậy. Phụ nữ lái cái xe bự luôn. Chiếc cảnh sát chặn bê ngang không bên kia luôn em cả nhà, để không cho đi thẳng đường này. Họ bắt buộc phải quẹo hết. Bên đây cũng có một chiếc chặn một hướng quẹo ngược cho đi vô đây, hướng vô đây quẹo đây cũng chặn lại bên đó luôn. À, hay không? Cái điều quan trọng nhất khi xảy ra tai nạn là phải lấy được cái bảo hiểm của cái bên mà gây tai nạn. Khi mà xảy ra tai nạn thì mình chưa biết ai là người lỗi, ai người phải gì hết trơn á. Lấy bảo hiểm trước. Hai bên đều lấy bảo hiểm của nhau, sau đó giống như lúc trước những lần trước có bảo hiểm bên đây nó vậy nè, ví dụ như mà cái bên kia lỗi đi, mình lấy bảo hiểm của bên kia, sau đó chiếc xe của mình bị cái gì á, mình sẽ đem ra một cái shop, cái chỗ sửa đó, họ sẽ dự đoán là sửa chiếc xe này bao nhiêu tiền, họ sẽ ghi một tờ giấy, sau đó mình gửi tờ giấy đó cho bảo hiểm, thì là một phần ha, rồi sau đó bảo hiểm họ cũng sẽ kêu mình á là chụp hình ngay cái chỗ mà mình bị chiếc xe mình bị hư, về mình chụp hình hết những cái chỗ nào mà mình thấy nó đụng mình. Sau đó mình gửi cho bảo hiểm thì họ cũng sẽ tự tính toán và cái sửa chiếc xe này bao nhiêu tiền ha cả nhà. Thì khi họ tính toán xong, ví dụ sửa xe này 2.000 đi, họ sẽ gửi một cái check 2.000 về cho mình sửa hay không là quyền của mình. Ví dụ như nó bị nhẹ, mình thích thì mình sửa, mình không thích thôi khỏi sửa, lấy 2.000 bỏ túi cũng được, không được luôn, xe của mình mà, mình muốn làm gì mình làm. Có nghĩa là khi có chuyện xảy ra, bảo hiểm nó sẽ đền, nó sẽ bồi thường cho mình. Lúc trước chiếc xe của mình bị một cái thằng mà nó ve lại xong nó đụng vô cái xe mình xong nó chạy luôn, bỏ chạy luôn cả nhà. Cái đó là mình không tìm được nó nha, tại vì nó đi nhanh quá, mình chụp cái phone lên cái mình vừa chụp cái phone lên là nó quẹo rồi, mình không có kịp để mà chụp hình cái bảng số lại luôn, đâm ra nó chạy mất tiêu rồi. Bảo hiểm của bên xe, chiếc xe này của mình á, bảo hiểm của mình á, nó sẽ tự động nó estimate và nó đền. Mình gửi chiếc xe cho một cái shop, sau đó cái shop đó sửa bao nhiêu tiền mình cũng không biết luôn, thì bảo hiểm sẽ gửi tiền về cho cái shop đó và cái shop đó sửa xe cho mình. Thì khi mà sửa xong á, thì mình có báo cho bảo hiểm là mình bị hit and run, có nghĩa là nó đụng xong nó chạy.
thì bảo hiểm mình nó có lên, nó lên chút xíu mà nó lên rất là ít cả nhà, nó chỉ lên có $3 cho một tháng thôi ha, nó vẫn lên nhưng mà lên có $3 thôi, nhưng mà bù lại chiếc xe mình nó đã sửa hoàn chỉnh hết, và tất cả những cái đồ part, cái đồ mà linh kiện ở trong đây là đồ của chính hãng hết, tại vì cái xe đời 2020 nó không có đồ dởm, nó chỉ có đồ chính hãng mà cả nhà, cho nên là tất cả là đồ chính hãng hết thì nó cũng còn ok. Đó là cái bảo hiểm bên Mỹ này nó hay chỗ đó. Thôi giờ mình về chia sẻ chút xíu cho tất cả các bạn xem về cái đời sống ở Mỹ ha. Cảm ơn anh chị rất nhiều xem clip của Trời Cali. Chúc cái anh mà nãy bình phục, thì mình thấy là ảnh có thể bị gãy xương thôi, nhưng mà không nguy hiểm tới tính mạng, cũng ok, cũng đỡ. Thôi mình về, đi ra tiệm làm đây ba cả nhà.